Cũng trong chiều ngày hôm qua, chiếc cầu bê tông hay còn gọi là cầu vòm thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, thủy điện xanh đầu tiên của Việt Nam, nằm trên địa bàn xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, đang thi công bất ngờ bị sập, khiến 3 công nhân bị nhấn chìm xuống nước. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có 5 công nhân đang làm việc tại cầu, trong đó có 3 công nhân bị bê tông nhấn chìm xuống nước được xác định đã tử vong. Trong số 3 nam công nhân gặp nạn có 2 người ở xã Ngọc Hội, 1 người quê ở tỉnh Thái Bình. Do mực nước lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị chức năng đang cho nước rút trong hồ thủy điện Tuyên Quang để tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể 3 công nhân gặp nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.